là các bạn nhìn thấy được là cái sự khác biệt giữa 22.000 và 2 triệu đô chưa? Không các bạn, bạn thấy gì chưa? Rất là thứ nha các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip rất là thú vị các bạn. Mình sẽ thử bỏ một viên kim cương vào một cái máy thì là các bạn cùng mình xem thử là cái máy này nó có thể nghiền nát được cái viên kim cương không nha các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy để lại cho mình một lượt like và share. Còn nếu các bạn thì các bạn hãy bấm vào cái đăng ký và bấm vào cái chuông để nhận thông báo mới nhất từ mình nhé. Còn bây giờ thì các bạn cùng mình đi xem video nhé. Và đây các bạn thấy gì không? Một vườn viên kim cương trị giá 2 triệu đô nha các bạn. Và theo các bạn nghĩ mình bỏ viên kim cương vô thì máy có thể nghiền nát rồi không? Nếu các bạn muốn biết thì các bạn hãy cùng mình đi xem hết clip này nhé. Và trước tiên khi mình bỏ viên kim cương vào thì mình sẽ test một số vật dụng trước để các bạn xem được là cái máy nó mạnh như thế nào. Và màn test đầu tiên mình sẽ bỏ những cây bút chì vô. Các bạn hãy cùng xem nhé. Nát bét nha các bạn. Máy rất là mạnh. Và màn test thứ hai mình sẽ bỏ những cái bút tôm hồng. Các bạn hãy cùng xem nhé. Đấy các bạn thấy không? Máy rất là mạnh, khi mình vừa bỏ vô là nghiền nát liền các bạn. Thì theo các bạn nghĩ viên kim cương sẽ như thế nào? Viên kim cương rất là cứng nha các bạn. Các bạn thấy không? Nát bét luôn nha các bạn. Và rồi và bước thứ ba là mình sẽ bỏ một cái cây nến vô để cho các bạn xem nhé. Rất là nhanh gọn luôn nha các bạn. Vì theo các bạn biết thì khi mà cây nến thì rất là mềm, khi chúng ta bỏ vào thì chắc chắn là sẽ nghiền nát được rồi. Nhưng mà viên kim cương thì khác nha các bạn. Và màn test thứ tư mình sẽ bỏ một viên bi sắt. Thì theo các bạn sẽ như thế nào? Vì viên bi sắt là hình tròn nha các bạn. Đấy các bạn thấy không? Rất là khó có thể nghiền nát được một cái viên bi hình tròn nha các bạn. Mình sẽ dùng búa mình đập. Vẫn không nghiền nát được nha các bạn. Rất là khó. Đấy các bạn thấy không? Vẫn không nghiền nát được, rất là khó luôn. Không nghiền nát được nha các bạn. Vẫn không nghiền nát được. Rồi và bây giờ mình sẽ cưa cái viên bi ra. Rồi mình sẽ cưa cái viên bi ra và mình sẽ bỏ vào. Các bạn xem thử thì nó như thế nào nha. Vẫn không nghiền nát được nha. Vì viên bi rất là trơn, rất khó, rất khó. Rồi mình sẽ lọc lại. Rồi rồi các bạn thấy không? Và sau một hồi vật lộn với nó thì mình đã nghiền nát được cái viên bi rồi. Và màn test thứ năm mình sẽ dùng một chai Coca Cola, mình sẽ bỏ những viên bi vào. Thì theo các bạn, khi mình bỏ vô thì chai Coca Cola sẽ như thế nào? Bạn cùng xem. Nhìn nhá, một cách rất là nhanh nha các bạn, chứ không phải như cái bi. Bạn cùng xem, rất là nhanh luôn. Vì các bạn biết sao? Là vì cái chai Coca Cola là nó có, là khi mình bỏ vô thì chúng mà rất là dễ, vì nó không cái hình tròn như là cái quả banh. Rồi và màn test thứ năm mình sẽ bỏ những cái hộp mà dùng để tô màu của các bạn. Bỏ nát bét nha các bạn, vì cái hộp này nói chung là mình cũng nói thẳng ra thì nó rất là mềm, nên khi mình bỏ vô thì nó tô màu rất là dễ. Nát bét nha các bạn.
rồi, và đây là các bạn thấy gì không? Hai viên kim cương trị giá 22.000 mình mua ở ngoài chợ. Thì theo các bạn nghĩ khi bỏ vào hai viên kim cương này như thế nào? Bạn hãy cùng xem. Nát nha các bạn, nát rồi các bạn ơi. Viên kim cương to rồi các bạn ơi. Nát. Là vì các bạn biết sao không? Vì hai viên kim cương này là khi mình đi mua ở ngoài chợ chỉ giá 22.000 nên nói chung là rất là dễ bỡ nha các bạn. Rồi là cái viên màu xanh chưa bỡ hết, mình sẽ bỏ vào để cho mấy nó nhiều nát luôn luôn nha các bạn. Thì các bạn là một viên kim cương là chỉ trị giá 22.000 thì nói chung là nó cũng rất là mềm chứ không như là những kim cương quý hiếm đấy. Vậy các bạn thấy gì không, nát mấy các bạn hãy lưu ý là hai viên kim cương này là chỉ giá 22.000 thôi nha các bạn. Rồi và đây màn đặc biệt và cũng là cuối cùng nha các bạn, viên kim cương trị giá 2.000.000 đèo tiền. Các bạn hãy cùng xem nhé, khi mình bỏ vào viên kim cương này sẽ như thế nào và chúng ta cùng bắt đầu. Không bể nha các bạn, bạn thấy gì chưa, là các bạn thấy được cái 2.000.000 chưa, không bể nha em. Là các bạn đã nhìn thấy được là cái sự khác biệt giữa 22.000 và 2.000.000 chưa? Không có bạn. Bạn thấy gì chưa? Rất là cứng nha các bạn. Rất là cứng luôn. Không bể được. Sao mà bể được? Ô mấy. Và rồi cuối cùng thì cũng đã bể nha. Xong ngoài mấy vật lộn với viên kim cương thì cuối cùng là viên kim cương đã bể. Nhưng mà rất là khó nha các bạn, rất là khó bể, là nó bể từng túc chứ không phải là nó như một lần là bể hết lên nha các bạn, đó văng ra luôn, là nó không có bể nhiều nha các bạn, vì cái trị giá là 2.000.000 mà các bạn biết rồi. Và cuối cùng thì viên kim cương trị giá 2.000.000 của mình đã nát bét nha các bạn. Mình phải nói là nát bét luôn. Các bạn hãy nhìn đi, máy này rất là mạnh. Và nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy để lại cho mình một like và share. Còn nếu tốt hơn nữa thì các bạn có thể bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được những video mới nhất từ mình nhé. Và bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.